Sáng nay, tại trạm 500 kV xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động thi đua xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. Dự buổi lễ phát động có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và 9 tỉnh có dự án đi qua. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối dài gần 520 km đi qua 9 tỉnh bao gồm 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm, cấp bách có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500 kV Bắc Trung, nâng cao sự ổn định vận hành hệ thống điện, giữ vị trí quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Tại lễ phát động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thi đua trên công trường dự án đường dây 500 kV mạch 3 với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của dự án, tạo không khí thi đua sôi nổi trên các công trình thuộc dự án, phát huy sáng kiến, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nguyên nhiên vật liệu và các nguồn lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án. Được biết, đến nay, các địa phương bàn giao mặt bằng được 1.143 trên 1.177 vị trí móng, đạt 97%, trong đó đã có 7 trên 9 tỉnh đã hoàn thành bàn giao toàn bộ vị trí móng cột. Tỉnh Hưng Yên có 34 móng cột của huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào đã bàn giao cho nhà thầu thi công.